đôi chim uyên ương. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Câu chuyện tình yêu cùng với Gió Bụi và Thanh Trúc, còn viết tắt là Bụi Trúc. Bụi tre. Viết chắc chắn hay mà cho nên là Trúc phải chặn lại liền. Chương trình Câu chuyện tình yêu được tài trợ bởi công ty Coconic và Lexo, một chương trình rất là thú vị và vui nhộn. Những khách mời chúng ta tới đây chia sẻ những kỷ niệm vui buồn về tình yêu của họ. Ngoài ra còn một chương trình đặc sắc hơn nữa, đó chính là những phần game show nhỏ dành cho khách mời của chúng ta. Và cuối cùng là khách mời của chúng ta dành tặng cho khán giả bằng âm nhạc hoặc là những năng khiếu mà họ có. Hôm nay Gió Bụi và Thanh Trúc may mắn mời được đến đây một người nam ca sĩ đến từ đất nước xa xôi, anh từ bên châu Âu qua đây. Một nam thần có đủ cầm kỳ thi họa tứ tuyệt, thứ nào cũng tuyệt đấy quý vị. Và không để mất thời gian của quý vị nữa thì chúng tôi xin giới thiệu nam ca sĩ Lê Quang. Sói ca hú gì là sói luôn. Xin mời anh gửi lời chào đến quý vị khán giả. Lời đầu tiên thì cho Quang được gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả xem đài. Rất là cảm ơn Gió Bụi cho những lời khen rất là có khánh, rất là có cánh. Và anh cũng hy vọng đó là cái lời thật lòng của em chứ không phải chỉ là lời qua loa. Lịch sử. Thật lòng mà vì lịch sử đúng không? Vâng, và cảm ơn anh đã có mặt vào ngày hôm nay cùng với Gió Bụi và Thanh Trúc. Thì không biết là một đất nước xa xôi London, anh Trúc cũng biết đến rất là đẹp. Thì bây giờ anh đang sống ở bên đó thì anh có những cái hoạt động nào có thể chia sẻ cùng với quý vị và khán giả được không? Cảm ơn Trúc. Anh thì thực ra là anh lớn lên ở Đan Mạch cơ. Thì mãi 5 năm trở về đây thì anh mới dọn qua bên London để mà anh sinh sống. Thì trong thời gian qua thì như mọi người cũng biết thì là anh theo nghiệp ca hát. Thì là từ năm 2014 thì là anh bắt đầu tham dự cuộc thi V-Star của Thúy Nga. Thì may mắn là anh lại vô được top 10. Từ đó thì anh trở về châu Âu thì bắt đầu có những cái show nhiều hơn. Và mãi gần đây thì là anh được trung tâm Đỗ Thanh ngỏ lời mời hợp tác. Thì nhờ thế mà trong thời gian gần đây anh có cái cơ hội để mà đi tới đi lui châu Âu và Mỹ để mà đi show cũng khá nhiều. Và là cũng nhờ trung tâm Đỗ Thanh mà Gió Bụi và anh Lê Quang mới có dịp gặp lại nhau thưa quý vị. Từ năm 2014 trong cuộc thi V-Star tới đây. Thì anh Lê Quang là một người chơi đàn piano giỏi, hát hay, anh còn vẽ rất là đẹp nữa. Ngoại hình thì điển trai, cho nên hôm nay anh tới đây thì mình khoan hãy nói về những cái tài lẻ của anh ấy, những cái tài nghệ của anh ấy mà mình phải hỏi cho đúng chủ đề của câu chuyện tình yêu, là mình phải hỏi về tình yêu. Cho nên xin mời em hãy đóng vai ác, hãy hỏi anh ấy về những chuyện tình yêu mà em tò mò muốn biết. Nói vậy thôi chứ Thanh Trúc không khác lắm đâu. Đương nhiên là Thanh Trúc sẽ hỏi những câu hỏi cũng không hẳn là khó lắm. Ví dụ như là không biết sói ca Lê Quang của chúng ta đã có người yêu chưa? Anh có người yêu rồi và người yêu của anh đã, tụi anh đã quen nhau được trong 3 năm rồi em. 3 năm là một khoảng thời gian không hẳn là quá lâu, nhưng mà cũng đủ để hiểu cả nhau. Hai để hiểu nhau. Thì không biết là cô ấy đang hiện tại đang cùng với anh ở London hay là... Cô ấy hiện tại thì đang ở Việt Nam, nhưng mà cô ấy đi tới giống như là đi qua đi lại rất là nhiều trong cái quãng thời gian mà tụi anh quen nhau vừa qua. Như vậy cũng vẫn là yêu xa rồi. Đúng đi rồi. Lại đi qua đi lại nhiều nhưng mà không hẳn là ngày nào cũng gặp nhau đúng không anh? Cũng vẫn là yêu đó xa. Là một cái điều mà như là phải nói là sao nhỉ, thiếu thốn lắm luôn á về mặt tình cảm về chứ còn trông đầy đặn màu mỡ thế kia là không thiếu thốn đâu. Vậy thì yêu xa có những cái khó khăn và trắc trở như thế thì hai người cố gắng như thế nào để giữ được cái tình yêu lâu bền như vậy? Như thực ra yêu xa thì cái điều quan trọng nhất mà mình cần để mà có thể níu giữ quan hệ đó là niềm tin. Nhưng mà thực sự thì ở tuổi trẻ như tụi mình hiện tại thì niềm tin cũng phải được hỗ trợ bởi công nghệ. Thì như em cũng biết là bây giờ có rất là nhiều những cái app mà mình có thể check nhau xem là mình đang đi đâu, đang ở với ai. Không hẳn chỉ để mà xem coi là bên kia có đang đi những cái chỗ mà không đúng hay không. Cũng là một cái hình thức để mà mình có thể cập nhật được cái đời sống của nhau để mà cảm thấy gần nhau hơn. Trời thì nói chung mà tới những cái nơi không đúng thì cũng đâu bao giờ check in đâu. Làm sao người ta biết được. Thanh Trúc thâm lắm đấy quý vị. Cái đó là cái mảng tối của anh mà anh chấm không có nêu ra đó. Nhưng mà xin lỗi anh cũng đã lộ rồi. Thôi thì giờ cũng xin lỗi anh chứ biết sao được. Nhưng mà với những cái khó khăn của việc yêu xa
nhưng mà hai người vẫn có thể vượt qua và cùng nhau đi tới. Trong chừng 3 năm thì nó là một thời gian anh nghĩ là dài cho một mối quan hệ đó, chứ không phải là dễ dàng đâu. Nhưng mà bên cạnh đó ấy, thì ví dụ như là hai người ở xa nhau như vậy ấy, thì có hay ghen không? Và ai là người ghen nhiều hơn? Ghen thì thực ra anh cũng cảm thấy may mắn là bà xã anh là một người nghệ sĩ, bay show cũng nhiều, nhưng mà được cái là bà xã anh, không phải bà xã mà là bạn gái thôi, thì bạn gái anh không có mang cái tính mà ghen quá. Nhưng mà tất nhiên cũng có những lúc tụi anh cũng đặt dấu hỏi, chẳng hạn thấy trong hình thì là em đang đi trong cái nhóm này thì anh chàng đấy là ai, hoặc là cô nàng ấy là ai. Nhưng mà anh thấy đó là một điều hay, và giống như đôi lúc mình tỏ ra như vậy thì mình mới có thể hiểu được là mình vẫn còn đang quan tâm nhau rất nhiều. Đúng rồi, thì yêu thì mới ghen, và ghen thì mới yêu. Nhưng mà đừng có ghen nhiều quá. Ví dụ như Gió Bụi thì ghen nhiều quá, ghen nhiều lắm quý vị. Thanh chúng nó thật đấy. Khổ. Gió Bụi thì không có ghen, nhưng mà Liệu Hồn. Liệu Hồn. Chúng ta là một đội, chúng ta là một đội anh. Hãy quay trở lại với trạng thái ban đầu. Quay trở lại với trạng thái đốt nhà. Bên kia mới là nơi để chặt chém. Quay trở lại trạng thái đốt nhà ca sĩ khách mời của chúng ta, nam ca sĩ Lê Quang. Bây giờ mình hãy khoan hỏi tới những chuyện tình đẹp đẽ đang xảy ra. Mình hãy hỏi lại quá khứ đi. Mình phải bới móc quá khứ của họ đúng không? Nhiều lúc cái quá khứ nó thú vị lắm á. Nó thú vị hơn hiện tại nhiều nữa. Thế bây giờ cho tụi em được xin phép đào bới quá khứ của anh một chút. Cái mối tình đầu của anh là xảy ra khi nào? Nếu mà gọi là mối tình đầu mà có thể hiểu với cái nghĩa là cả hai bên cùng rung động với nhau đó, thì có lẽ là từ khi năm anh 14 tuổi đó. Cái năm đó cũng không phải là sinh viên mà chỉ ném vào học sinh thôi, thì là hai người cũng có giống như là có những cái rung cảm với nhau, rồi cũng đi cine rồi đi ra ngoài hay nhau, nhưng mà chỉ dừng lại ở nắm tay nhau thôi. Thì cái mối tình thời sinh viên như vậy đối với anh cũng rất là đẹp rồi. Nắm tay thôi là đã đẹp rồi. Nắm tay thôi. Đó. Đâu có phải ai cũng giống như em suốt không ngày nắm chân. Đó, không. Đương nhiên là Thanh Trúc không bao giờ nắm chân rồi. Với một cái mối tình trong sáng và đẹp đẽ thời đó, thì bây giờ có một câu hỏi là giả dụ như nếu như anh đang không có chị người yêu hiện tại, thì mối tình đầu muốn quay trở lại với anh có đồng ý hay không? Thực ra bây giờ thì anh đã là 30 tuổi rồi. Thì cái đó là năm 14 tuổi. Sau 16 năm thì anh nghĩ là con người cũng thay đổi rất nhiều, tư tưởng, diện mạo và tất cả các thứ. Thì đó là cái điều mà anh nghĩ cũng rất là khó. Tại vì mình thích ở một cái hình ảnh 14 năm trước, mà sau này là cả nửa đời người của anh hiện tại rồi. Thì anh nghĩ là cái lý tưởng hình ảnh đó nó đã không còn là cái mẫu lý tưởng của anh hiện tại nữa rồi. Sẵn thì em hỏi luôn anh ấy về cái mẫu lý tưởng đi, để cho các fan nữ cùng được biết là một người đẹp trai như anh thì có cái mẫu bạn gái lý tưởng như nào, thì em hỏi thử xem. Em thay mặt phái nữ em hỏi anh coi. Vậy thì anh đã hỏi rồi đó. Anh đã hỏi vậy rồi là đó. Anh đã hỏi rồi, nói nhiều vậy mà cũng sẽ truyền qua đây được thôi. Anh trả lời Gió Bụi đi. À rồi, coi như là anh làm như ra là anh đang trả lời em vậy ha. Thì chúng ta diễn đi. Cái mẫu lý tưởng của anh thì rất là may mắn, một trong những lý do mà anh vẫn quen bạn gái của anh đó là tại vì anh vẫn cảm nhận là bạn gái của anh là một hình mẫu lý tưởng mà anh vẫn hằng ao ước. Tất nhiên là anh không đòi hỏi gì nhiều đâu. Thực ra ngoại hình thì anh cũng chỉ cần dễ nhìn là được thôi. Mà quan trọng bên cạnh đó là người ta gọi là gì, tam tòng thứ đức hả? Cái đó thì anh cũng không cần quá, nhưng mà mỗi mảng chỉ cần dính một chút xíu thôi. Có một chút xíu biết ăn nói, một chút xíu biết về những cái lễ nghi, những cái nghi thức căn bản trong xã hội, vậy là đủ rồi. Nấu ăn thì anh không cần, tại vì về nhà rồi mình rèn luyện sau, hoặc là nhiều khi ăn bị rèn luyện không chừng. Anh đừng nói trước nha, tới hồi mà về chị ăn bị tôm không thì lại cầm lên hỏi. Mấy anh lúc nào cũng là như thế, lúc đầu nói rằng là không sao, không cần, cái thứ khi về cái là tại sao em không như thế này thế kia, em nói đúng không? Nhưng mà quý vị phải công nhận cho em một điều đấy là nếu như mà mình mà tỏ ra khó chịu quá thì đâu có đứa nào ngu mà nó đi theo mình về nhà. Đó. Bây giờ mình phải tỏ ra dễ dãi, mình phải lừa được người ta rồi. Thì lúc đấy mình muốn voi, muốn tiên gì đó thì tính sao? Chỉ khi nào mà khách mời á, của câu chuyện tình yêu mà là nữ thì lúc đó Thanh Trúc mới được binh binh một chút xíu. Ha, chứ còn đây giờ là vẫn là nam, là sói ca, là nam thần, cho nên rằng là anh binh là đúng rồi. Đúng như ý của Gió Bụi nói là khi mình câu cá mình cần mồi đúng không?
lấy cá về rồi mình chỉ cần cho ăn đủ cơm để mà cá sống là đủ rồi, không cần phải thả quá nhiều mồi làm gì, đúng không? Nó cũng không có thực tế lắm. Dạ, thì lúc đầu anh có thả nhiều mồi không? À, may mắn là cả hai cùng thả mồi cho nhau, cho nên à, cũng hai cùng thả. Đúng rồi. Cho nên đến với nhau rất dễ. Đó. Vậy thì với những cái hoạt động nghệ thuật của anh rồi phải đi xa, đi nhiều nơi và gặp gỡ rất là nhiều người, thì bạn gái của anh không biết là có ủng hộ hay là cái công việc của anh có bao giờ làm cản trở tình cảm của hai người không? Anh cũng cảm thấy mình rất là may mắn, bản thân là một người nghệ sĩ thì cũng phải bay nhiều nơi, thì bạn gái của anh ngoài vấn đề ủng hộ tinh thần thì còn những cái vấn đề như là quần áo đi diễn, giày dép, rồi ngay cả mỗi khi lên sân khấu anh phải make up như thế nào, các thứ đều là bạn gái anh lo cho hết từ A tới Z. Thì cũng nhờ như vậy mà anh mới có được những cái bộ đồ rồi những cái trang bị make up như ngày hôm nay. Wow, mà nãy giờ cứ nói đấy là anh cũng là người may mắn. Anh rất là may mắn mà em thấy anh may mắn thật. Đúng không? Một người phụ nữ chu toàn đứng đằng sau và lo hết mọi việc cho anh, mặc dù là ở xa như thế, lo về tinh thần này, ở mọi thứ, thì đúng là anh Lê Quang là một người may mắn. Nhưng người phụ nữ nó cũng may mắn nữa, tại vì họ như thế nào trong lòng của anh, và anh tôn trọng và anh respect người con gái của mình bên cạnh, thì đối với những người phụ nữ tụi em đó là một điều cũng may mắn rồi. Cảm thấy với một người như nam ca sĩ Lê Quang á, Gió Bụi mà thích đàn ông là Gió Bụi cũng thích nữa đó chứ. Thôi anh thì khỏi nói rồi ha. Bây giờ vẫn chưa muộn em. Muộn thì chết, nói ra rồi lộ hết, tí nữa xuống mình nói rồi, sau behind the scene đi ha. Đúng là quỷ sứ nè. Nhưng mà vậy thì anh có dự định trong tương lai là anh sẽ từ nước Anh mà chuyển sang Mỹ sinh sống hay không? Ý kiến của bạn gái anh thế nào khi nếu như mà hai anh chị qua Mỹ sinh sống? Nếu mà nói riêng về ý kiến của bạn gái anh đó thì rất là đồng lòng. Tại vì không chỉ anh mà bạn gái anh cũng vậy, là rất thích Mỹ và đặc biệt là Cali. Tại vì so với châu Âu thì khí hậu Cali và cái mức độ, cái giống như là cái cuộc sống người Việt của mình ở đây quá phong phú đi so với châu Âu, thì đó là một cái điều rất là lý tưởng đối với tụi anh. Nhưng mà một lần nữa, để mà dọn từ một châu này sang châu khác, nó còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ về công việc làm ăn, kinh tế, cũng như là gia đình của tụi anh đã base ở bên châu Âu hết rồi. Thì đó, thì đây cũng là một điều mà anh phân vân trong thời gian qua, và cũng hy vọng là thời gian sắp tới anh có thể đưa ra một cái quyết định mà nó đúng đắn trong cái tương lai của mình. Cũng rất là hy vọng, nhưng mà cho dù như thế nào cho nữa, anh có ở đâu thì em nghĩ rằng là cái câu chuyện tình yêu mà nãy giờ là em với Gió Bụi đã nghe qua về cô ấy, là đã thấy là cả hai người đều có một cái sự tin tưởng nào đó của nhau, rất là gắn kết với nhau lắm rồi, đúng không? Cho nên là cho dù chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ mà khó để có thể mà cả hai đó chia lìa. Thì rất là hy vọng khi mà người yêu của anh, cũng như là quý vị khán giả mà xem được cái chương trình Câu Chuyện Tình Yêu này với nam ca sĩ Lê Quang, thì sẽ luôn luôn tiếp tục yêu thương anh và ủng hộ anh. Và bây giờ một cái phần thú vị sắp tới, xin quý vị đừng rời màn ảnh. Ngay sau phần thương mại quảng cáo thì chúng ta sẽ trở lại với phần game show cùng với nam ca sĩ Lê Quang. Và đừng rời màn hình nhé, rất là thú vị đấy.